Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Đại Thánh Chuyện của tác giả Thuyết Mộng Giả. Tập 88. Chương 871. Khôi lỗi. Rũ mắt nhìn thì thấy hình dạng của bóng đen như là một quả trứng lớn, nhưng cũng có tứ chi và chúng thì buông thõng ở bên cơ thể to lớn. Da rẻ phát sáng và cứng rắn tựa như được đánh bóng tỉ mỉ bằng kinh Phật. Trông giống sắt đó hơn là thân thể máu thịt. Chỉ có các vị trí nối liền tứ chi mới tương tự như cơ thể, nhưng lại giống như những cái ống to lớn xoắn lại với nhau hơn. Thậm chí còn có thể thấy thấp thoáng dòng chất lỏng dịch chuyển ở bên trong khi nó bị ánh mặt trời chiếu rọi, cũng không biết có phải là máu hay không. Nó không có cái đầu lộ rõ, chỉ có hai điểm sáng nhỏ lạnh lẽo lập lòe tựa như là mắt của nó. Nhìn tổng thể thì thấy nó khổng lồ chứ không mập mạp, tựa như một tòa pháo đài đang tiến lên, khí thế phi phàm. Tiếng nổ vang ầm ầm kia chính là tiếng bước chân nặng nề của nó. Nó bước qua thi thể báo săn, liên tục bước đi về phía phần cuối của cánh đồng hoang vu, nơi đó có một tòa thành lẻ loi. Trên mặt đất, một khối đá kỳ lạ hình tròn và gồ ghề bỗng hơi chấn động, vỏ ngoài của khối đá kỳ lạ tách ra để lộ kết tinh ở bên trong. Nó xoay trong một vòng 360 độ tựa như biến thành một tròng mắt to như bánh xe, khóa chặt quả trứng khổng lồ tựa như quái vật đang tiến về phía trước kia. Quái vật trứng lớn hồn nhiên không phát hiện mà lướt ngang bầu trời. Mặt đất nứt ra tạo thành một khe hở lớn tựa như một chậu máu đầy răng nanh, một thân thể cao lớn nhảy ra từ trong đất, đó là một con thằn lằn một sừng có thân hình dài tới hơn 10 trượng. Con thằn lằn bổ nhào về phía quái vật khổng lồ này rồi phun ra chất nhảy kịch độc. Quái vật trứng lớn giơ cánh tay phải, giang hai tay ra rồi nhắm về phía trái tim của thằn lằn, phóng một đốm sáng lớn bằng vại nước, nhưng chùm sáng dần lại gần rồi không thể điều chỉnh thành góc độ tốt nhất. Thân thể cao lớn linh hỏa của thằn lằn một sừng uốn một cái sượt qua chùm sáng. Cái miệng lớn đầy răng nanh hung ác cắn vào cổ tay của quái vật trứng lớn. Sau đó ra sức đung đưa chiếc đầu lâu rồi xé rách cả cánh tay xuống. Chất lỏng màu đỏ sậm bắn tung tóe ra xa, dường như quái vật trứng lớn không hề biết đau, chỉ tung nắm đấm trái lên đầu thằn lằn. Hai con quái vật đánh nhau kịch liệt trên cánh đồng hoang, buông mắt nhìn thì không thể nào nhận biết đâu là chính nghĩa và tà ác, chỉ có cuộc chiến giữa của sức mạnh nguyên thủy nhất. Đôi mắt của quái vật trứng lớn liên tục lấp lóe, nhưng từ lúc bắt đầu đến giờ vẫn không phát ra một tiếng gào thét nào, tựa như một cái máy chiến đấu không biết mệt mỏi. Nhưng thế yếu do mất một cánh tay đang dần mở rộng, dần dần không trở nổi. Nọc độc dính khắp thân ăn mòn lớp da để lộ ra bên trong, nhưng lại không phải là lục phủ ngũ tạng mà là máy móc cơ quan đang nhanh chóng chuyển động. Ở bộ phận ngực bụng nhô lên có một vị trí tựa như cái khoang. Hách Bình Dương đang ngồi trong đó, hai mắt hằn lên tia máu, miệng vô thức gầm lên, đi chết đi. Hắn chính là người điều khiển quái vật trứng khổng lồ này chiến đấu. Đây là con rối mới nhất mà gần đây Mặc Gia nghiên cứu phát minh. Kết hợp nó với pháp môn luyện thi thuật thì có thể nắm giữ sức mạnh to lớn tựa như trúc cơ, nhưng lại không có năng lực tự chiến đấu như những con rối bình thường. Khôi lỗi thuật truyền thống của Mặc Gia là con rối cấp trúc cơ, hoặc là con tối cấp kim đan, hay thậm chí là nguyên anh trong truyền thuyết. Chẳng qua là để điều khiển những con rối này thì cũng cần có thực lực tương ứng, ít nhất đó không phải cái để luyện khí sĩ đùa giỡn. Mà loại con rối kiểu mới này thì có thể để luyện khí sĩ sử dụng. Hách Bình Dương đảm nhiệm đại não của con rối này. Hắn đến đây để chấp hành nhiệm vụ, vốn định trảm yêu trừ ma nhưng không ngờ ra quân bất lợi, lại còn bị yêu tướng mai phục. Yêu tướng thằn lằn đặt con rối lên mặt đất, khi cảm nhận được sự tồn tại của Hách Bình Dương thì bộ vuốt sắc bén liên tục đào về phía khoang. Đốm lửa bắn tung tóe, vun gỗ bay tán loạn, trong tiếng ma sát khiến người ta ghê răng, chỉ nghe một tiếng xẹt xẹt vang lên. Yêu tướng thằn lằn đào được khoang rồi, đang chuẩn bị thưởng thức xem mùi vị của tu sĩ nhân loại có ngon theo kiểu khác không. Hách Bình Dương ôm Hoàng Long Thôn Quang pháo ở trước ngực, gầm lên rồi phóng một vệt sáng ra. Thế mà yêu tướng thằn lằn còn mở miệng lớn. Khoang miệng yếu đuối của yêu tướng thằn lằn bị thương nhưng không phải vết thương lớn gì, trái lại còn nổi giận hung ác hơn ư, lập tức táp về phía Hách Bình Dương. Mùi màu tanh đập vào mặt,
trong lòng Hách Bình Dương biết e rằng lần này sẽ bỏ mạng ở đây. Đột nhiên yêu tướng Thằn Lằn như phát hiện ra điều gì đó, nó buông Hách Bình Dương ra. Hai con mắt lồi đảo một vòng 360 độ rồi nhìn chằm chằm vào một chỗ hư không, đột nhiên một thanh trường kiếm đen như mực bay ra. Yêu tướng Thằn Lằn cũng cảm nhận được sự nguy hiểm đến từ thanh kiếm này, một luồng kiếm ý đáng sợ khóa chặt nó, tấn công như bão táp, trong khoảng cách gần thế này thì không thể tránh khỏi được. Thân hình của nó kịch liệt thu nhỏ lại nên tốc độ cũng nhanh hơn, nó vòng qua mặc kiếm nhanh như chớp, sau đó đánh về phía vùng hư không kia vì người đánh lén ở chỗ đó. Các bạn đang nghe truyện Đại Thánh Truyện của tác giả Thuyết Mộng Giả tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 872, đi ngay. Huyễn thủy vô hình kiếm như ẩn như hiện, tạo thành một độ cong bằng nửa vòng cung rồi phá hư không mà ra. Dường như quỹ tích tiến lên của yêu tướng Thằn Lằn đã được tính chính xác nên thanh kiếm đã chém chuẩn vào lưng nó. Một kiếm khí cũng sắc bén và khủng bố tương tự thanh mặc kiếm kia cũng theo đó mà ra. Yêu tướng Thằn Lằn hét thảm một tiếng, thân thể biến thành hai đoạn nhưng cũng không phải từ phần eo mà là từ chỗ cái đuôi, tựa như chiêu kiếm kia không phải chém vào lưng nó vậy. Đây chính là thần thông. Thiên phú của nó, bất kể chỗ nào bị tổn thương thì cũng có thể chút xuống đuôi, mà Thằn Lằn đứt đuôi thì còn có thể sống lại. Khi cảm nhận được nguy hiểm, nó xoay người chui xuống mặt đất không chút do dự, nhưng một thanh kiếm vẫn đâm thủng đôi mắt lồi lên và đâm xuyên qua đầu lâu nó. Lúc này, chẳng biết mặc kiếm bay ra đã xoay đầu lại từ lúc nào. Thân hình Lý Thanh Sơn hiện lên, tên yêu tướng này thật sự gian xảo, nếu không phải hắn đã hoàn toàn luyện hóa thảo tự kiếm thư. Đã có thể sử dụng kiếm khí theo ý mình thì gần như đã để nó tránh được một kiếp. Nếu không có hai đạo kiếm khí này thì sẽ không thể nào thay đổi yêu thân. Chỉ dựa vào cảnh giới trúc cơ sư kỳ của hắn mà muốn giết yêu tướng không phải là chuyện dễ. Dù Đại Hải Vô Lượng Công là một bộ công pháp không tệ, nhưng lại thiếu năng lực giết đối phương trong một đòn. Dù chiếm thế thượng phong, ép yêu tướng đến bước đường cùng, nhưng nếu nó tự bạo yêu đan thì vẫn là giỏ che mức nước thôi. Lý Thanh Sơn cất toàn bộ con Thằn Lằn vào trong túi bách bảo, cố ý nhìn viên yêu đan kia một chút, trong lòng cũng không nhịn được mà vui mừng. Thuộc tính của viên yêu đan này cũng là độc, cuối cùng cũng tìm được một viên yêu đan thích hợp cho Mã Lục dùng rồi. Thanh Sơn, khuôn mặt Hách Bình Dương đầy vẻ mừng rỡ mà bỏ ra khỏi con rối, trông hắn có chút chật vật sau giây phút ngàn cân treo sợi tóc. Lâu rồi không gặp, Lý Thanh Sơn quay đầu lại, mỉm cười khẽ. Hai người hàn huyên một lúc bên dưới xác con rối. Sau đó Hách Bình Dương mới biết Lý Thanh Sơn tới nơi này không phải là ngẫu nhiên, mà là bị phái đi giúp đỡ hắn. Con rối kiểu mới này mới gia nhập chiến trường không lâu, niềm tin của mọi người về nó cũng không cao lắm, biểu hiện trong thực chiến cũng thực sự không bằng con rối cấp trúc cơ. Mà đây cũng không phải lần thứ nhất Lý Thanh Sơn làm việc thế này. Ánh tà dương dần lặn xuống, ánh sao đầy trên cánh đồng hoang trông vô cùng chói mắt. Đi thôi, ta cho ngươi đi nhờ một đoạn, về Bách Gia Kinh Viện. Lý Thanh Sơn còn chưa nói hết lời thì ngọc bội bên hông đã nhấp nhánh ánh sáng, không giống với xích lang bài. Đây là thứ để liên lạc được thống nhất phân phát cho mỗi một tu hành giả. Chỉ nghe giọng nói lạnh lùng của Hàn An Quân truyền ra từ bên trong, Lý Thanh Sơn báo cáo tin tức. Giết một con yêu tướng, con rối bị hư hao, Hách Bình Dương không việc gì. Đi chi viện cho Phương Đình Phố ở hướng Tây Nam. Hàn An Quân cũng không có ý định khích lệ, trực tiếp ra lệnh. Vâng, ta sẽ đi ngay đây. Không phải sẽ đi ngay, lập tức đi đi. Lý Thanh Sơn bất đắc dĩ nhún vai một cái. Hách Bình Dương thì nói, ngươi đi đi, ta muốn sửa cái này. Trở về sẽ mời ngươi uống rượu ngon. Hách Bình Dương nhìn thân hình Lý Thanh Sơn biến mất, nghĩ đến các loại tin đồn mình nghe được về hắn. Sau khi cảm kích thì còn lại sự khâm phục. Đây là yêu tướng thứ 5 mà hắn giết nhỉ? Từ lúc chiến tranh bắt đầu cho đến hiện tại đã hơn nửa tháng. Sau khi thăm dò lúc ban đầu thì ngọn lửa chiến tranh đã bùng cháy ở khắp nơi. Ngay cả Lý Thanh Sơn cũng kinh ngạc không ngờ dưới lòng đất lại giấu nhiều yêu quái như vậy. Chúng tấn công các thành chỗ, đi đến chỗ nào là chỗ đó thành đống phế tích,
hoàn thành nhiệm vụ tàn sát các tòa thành của Chu Hậu. Bởi vì dù có tu sĩ trúc cơ ngăn cản thì dư âm của cuộc đấu cũng đủ để hủy diệt tòa thành. Không một ai có thể quan tâm đến sự sống chết của phàm nhân khi đang trong trận chiến kịch liệt. Mà chiến tranh cũng không kết thúc, trái lại còn càng ngày càng kịch liệt. Chỉ trong vòng mười mấy ngày mà số lượng tu sĩ trúc cơ ngã xuống đã hơn 10 người. Ngay cả Lý Thanh Sơn cũng gặp nhiều nạn, trong đó có một lần còn nguy hiểm chí mạng. Tuy yêu tướng kia không sánh được với Thạch Ma và Huyết Ma, nhưng lại có huyết thống đặc thù nên thực lực mạnh kinh người, hoàn toàn không phải đối tượng mà trúc cơ sơ kỳ có thể chống đỡ. Nếu hắn không có lá bài tẩy lớn nhất là yêu thân, dù không chết thì cũng đã bị thương nặng rồi. Có điều, liên tiếp đông chinh Tây Thảo nên thu hoạch cũng khá dồi dào, cộng với ba yêu tướng mà hắn mới giết. Hơn nữa lúc trước hắn còn giết hai tướng nên con số đã đạt đến 5 yêu tướng. Ngoài việc dùng viên yêu đan hệ thủy kia thì trong tay hắn đã có 4 viên yêu đan. Số lượng yêu quái bình thường mà hắn giết được lại càng không thể đếm xuể. Công huân của hắn ở trong Ưng Lang vệ cũng đã tích lũy thành một con số khổng lồ. Hơn nữa, để cổ vũ sĩ khí thì Bách Gia Kinh Viện và Chu Yêu Minh cũng có khen thưởng. Ngoài ra, hắn còn có một vài hư danh cũng như tên gọi kiểu như là Vô Hình Kiếm Lý Thanh Sơn, Hải Hổ Lý Thanh Sơn. Các bạn đang nghe truyện Đại Thánh Truyện của tác giả Thuyết Mộng Giả tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 873, Trời Hanh Khô, Cẩn Thận Củi Lửa. Lý Thanh Sơn vừa chạy tới Phương Đình Phố, mới ở xa xa mà đã nghe được tiếng sáo trúc, chúng lướt qua cổ lau mênh mông vô bờ, cùng dập dờn với gió ấm giữa đêm hạ. Bên bờ sông lớn có một tòa trang viên, tiếng sáo bắt nguồn từ nơi đó. Bên ngoài trang viên là những đôi mắt của yêu thú lấp lóe không yên tựa như ánh sao, chúng liên tục áp sát rồi lại không ngừng bị âm sắc vô hình kia ép lui. Vài đệ tử Nhạc Gia ngồi ở lương đình trong trang viên, trong tay họ là những món nhạc cụ khác nhau, trông cứ như đang biểu diễn chứ không phải chiến đấu. Thực ra các nàng cũng không giỏi chiến đấu, tuy có thể ép yêu thú lui ra nhưng không thể tạo thành vết thương chí mạng, thế nhưng chân khí sẽ dần kiệt quệ nên trên mặt họ đã tràn đầy vẻ sợ hãi. Chợt nghe tiếng hét thảm vang lên, một đệ tử Nhạc Gia sợ đến mức gầy đứt dây đàn. Sợ hãi khôn tả nhưng rồi lại phát hiện bọn yêu thú bắt đầu chạy tứ phía, cuối cùng vẫn lần lướt ngã xuống vũng máu trên đất. Lý Thanh Sơn giết tên yêu quái dẫn đầu bằng một chiêu kiếm, sau đó chẳng phí bao sức đã giải quyết lần lượt từng con yêu thú còn lại, cuối cùng đi đến trước đỉnh. Các người vẫn khỏe chứ? Ngươi là Lý Thanh Sơn ư? Phần lớn đệ tử Nhạc Gia là nữ tử, mấy người này cũng không ngoại lệ, tuy không phải là dung mạo tuyệt thế vô song nhưng cũng là dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, khí chất bất phàm. Họ luôn miệng cảm ơn Lý Thanh Sơn, phần lớn ánh mắt đều là coi trọng. Một người trong số đó càng lớn mật hơn, tỏ vẻ đồng ý bù vào chỗ trống mà Hàn Quỳnh Chí để lại, an ủi tâm hồn cô quạnh của Lý Thanh Sơn. Trong lòng Lý Thanh Sơn biết rõ đây không chỉ là anh hùng cứu mỹ nhân đều si mê. Nếu không thì những mỹ nhân Nhạc Gia kiêu ngạo này cũng sẽ không biết rụt rè mà muốn tìm một chỗ dựa mạnh mẽ ở trong giai đoạn chiến loạn ăn bữa nay lo bữa mai thế này. Vậy nên hắn chỉ cười chứ không đáp lại, sau đó ngồi xuống lương đình, khôi phục linh khí bị tiêu hao và cả tinh thần nữa. Cũng không bao lâu thì ngọc bội bên hông lại sáng lên lần nữa. Nhưng mà lần này, Hàn An Quân lại chưa giao nhiệm vụ cho hắn, mà gọi hắn trở về. Lý Thanh Sơn cười nói, cuối cùng cũng đành lòng để đứa con rể này nghỉ ngơi một chút rồi hả? Mấy đệ tử Nhạc Gia nghe nói hắn phải trở về Thanh Hà Phủ đều muốn nói lại thôi. Họ không có thực lực như Lý Thanh Sơn, nhưng tương tự, họ cũng không cần phải gánh vác trọng trách lớn như vậy. Hầu như sau mỗi lần được cử đi, họ sẽ trở về chỉnh đốn lại. Nhưng Thanh Hà Phủ còn cách nơi này rất xa, tình thế hiện tại đang rung chuyển, chiến tranh liên miên rất dễ gặp phải yêu ma đánh lén, cho nên muốn để Lý Thanh Sơn tiễn họ một đoạn. Nhưng nếu tiễn họ, sẽ lãng phí chút ít thời gian của Lý Thanh Sơn. Cùng với danh tiếng của hắn ngày càng vang dội, hắn cũng nổi tiếng kiêu ngạo. Nghe đồn trước giờ hắn chỉ thích hành động một mình, không thích giao tiếp với người khác. Lúc nãy mới gặp, quả là như vậy.
nếu mở lời mà bị từ chối, vậy sẽ rất mất mặt. Ta phải về Thanh Hà phủ, có cần tiễn các ngươi một đoạn không? Lý Thanh Sơn nhìn ra suy nghĩ của họ, trái lại cũng không để bụng chút thời gian này. Mấy vị đệ tử Nhạc gia vui mừng khôn xiết, luôn miệng cảm ơn, cảm thấy hắn cũng không khó gần như lời đồn cho lắm. Dù sao mọi người đều là nhân loại, mây mù màu trắng lan ra, nâng Lý Thanh Sơn và mấy vị đệ tử Nhạc gia rồi chậm rãi bay lên trời. Ông một tiếng kéo theo chiếc đuôi mây rất dài, xé không rời đi. Sư huynh, e rằng trong Bách Gia Kinh Viện cũng chẳng có mấy người so được Đằng Vân Giá vũ thuật này nhỉ. Sư huynh là thiên tài trăm năm khó gặp của Thanh Hà Phủ. Lúc thi vào viện, cũng có mấy nhân vật được coi là thiên tài, nhưng đến cuối cùng chẳng phải sư huynh lại đạt tới trúc cơ trước họ đấy thôi. Sau khi đám mây vượt qua một ngọn núi, ném nó lại phía sau, mấy vị đệ tử Nhạc gia thật lòng khen ngợi. Trong đó, ngoài sự chân thành ra, dĩ nhiên cũng có ý lấy lòng. Thật ra, nếu tính thời gian gia nhập vào kinh viện Bách gia, thì mấy nàng ấy còn sớm hơn cả Lý Thanh Sơn, có thể coi là sư tỷ của hắn. Dù không giành được lợi ích thực chất gì, nhưng có thể kết một mối duyên lành với người như vậy cũng là chuyện tốt. Kẻ yếu nịnh bợ kẻ mạnh, hầu hết ai cũng có tâm tư này. Tuy rằng thường không nhận được bất kỳ thứ gì, nhưng chỉ vì một tia hy vọng mà bằng lòng làm không biết mệt. Lý Thanh Sơn mỉm cười, đang định nói gì đó thì chợt cảm thấy bất an. Trên mảnh đất u ám, ánh sáng vàng chợt lóe, xuyên thủng đám mây. Đây là một tòa thành cổ sầm uất, tuy còn kém xa so với phủ thành. Nhưng gần đó có mấy khu mỏ quặng, kiếm ăn nhờ vào núi nên dân cư ở đây cũng giàu có sung túc. Sắc trời vừa mới sầm tối, trong thành đã lên đèn. Vì yêu ma quấy phá nên trên đường không có mấy người. Chỉ còn lại phu gác vẫn đang gõ chiêng đồng trên phố, lười biếng hô lên, trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa. Phu gác vừa dứt lời, nương theo ánh trăng chỉ thấy một bóng người đang đi tới từ xa, thoát ẩn thoát hiện trong màn sương đêm mỏng manh. Khi hắn nheo mắt muốn nhìn rõ một chút thì bóng dáng kia không biết làm cách nào, chỉ chớp mắt đã đi tới ngay trước mặt. Trên gương mặt tuấn mỹ, ửng hồng, đôi mắt đỏ ngầu lập lòe, khóe miệng nhô ra hai chiếc răng nanh, há miệng hút. Phụt một tiếng, trái tim của phu gác đột ngột lòi ra, bắn ra tia máu đỏ tươi. Keng một tiếng, chiếc chiêng đồng rơi xuống mặt đất, phu gác ngã trên mặt đất, cả người co giật sau đó biến thành một cỗ thi thể lạnh băng, trắng bệch, cả người không sót một giọt máu tươi nào. Các bạn đang nghe chuyện Đại Thánh Chuyện của tác giả Thuyết Mộng Giả tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 874, Long Oa. Huyết Ảnh liếm cánh môi, tiếp tục đi về phía trước dọc theo con phố. Ánh mắt hắn xuyên qua màn sương mỏng cùng vách tường, thấy trong căn phòng hai bên đường, có một bóng người toát ra mùi máu. Hắn há miệng to đến mức khoa trương, khiến cả gương mặt đều trở nên vặn vẹo, cắn hút từng ngụm lớn. Từng dòng máu đỏ tươi vượt qua bức tường, điên cuồng tràn vào trong miệng hắn. Tận cuối con phố dài, một luồng huyết khí cường đại thu hút sự chú ý của Huyết Ảnh. Hắn nhìn chăm chú qua phía đó, một đạo nhân mặc một chiếc đạo bào cũ nát, lôi thôi, một tay xách một bầu rượu hổ lô, tay còn lại vân vê một cành cây khô đã cháy đen. Yêu nghiệt, chờ ngươi đã lâu. Chu Thông uống một hớp rượu, giơ cành cây khô trong tay lên. Một tia sấm sét kinh người, gãy gập vặn vẹo như thể long xà, xuyên qua màn đêm, đánh trúng Huyết Ảnh chỉ trong nháy mắt. Đám mây bị đứt lìa, nhưng bên trên lại không một bóng người. Hai sợi dây bằng mây bay ra từ trong tay Lý Thanh Sơn, quấn quanh mấy vị đệ tử Nhạc gia rồi lao vút lên trời. Ánh sáng vàng trên đất chớp nháy liên tục, một con nhím tinh khổng lồ, cả người đều là gai nhọn lấp lánh ánh vàng. Mỗi một cây gai đều dài cỡ trường mâu, bắn văng khắp trời. Lý Thanh Sơn thi triển chiêu thức đạp sóng, dẫm lên thang mây không ngừng nhảy vọt lên trên. Hắn muốn thoát khỏi phạm vi tấn công của nó, đưa mấy vị đệ tử của Nhạc gia đến nơi an toàn rồi lại làm thịt con nhím kia. Một tầng mây mù mỏng manh che lấp vầng trăng trên bầu trời, ánh trăng mờ ảo. Lý Thanh Sơn phá mây mà ra, nhảy vọt lên tầng mây. Gai nhọn của con nhím tinh bay đến độ cao này đã hết sức rồi.
Hắn còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã thấy một ông lão lưng gù ngồi trên tầng mây, nói bằng giọng điệu cực kỳ thong thả. Ngươi là kẻ tu hành đã giết 3 vị yêu tướng của ta gần đây đúng không? Long Oa. Trong lòng Lý Thanh Sơn trở nên âm trầm, trong 3 con yêu huyết ảnh, Cường Thạch và Long Oa, thì kẻ hắn dè chừng nhất vẫn là Long Oa thâm sâu khó lường này. Mà hình như những kẻ kiêu ngạo như huyết ảnh và Cường Thạch cũng tán đồng điểm này. Phân thân của Lý Thanh Sơn dưới lòng đất đã bế quan tu hành, chuẩn bị quyết đấu với Phó Thanh Khâm. Tuy rằng sau khi bẩm báo với Chu Hậu thầm không vui, nhưng thấy hắn có thể cầm chân một cường giả nên cũng không dị nghị gì. Lúc này, Long Oa lại nhắc tới, bắt Lý Thanh Sơn phải giao hết tất cả đám yêu quái trong lãnh địa cho hắn sai khiến. Lý Thanh Sơn vốn không đồng ý, nhưng Chu Hậu đã có định kiến, không cho phép từ chối. Hóa ra, Long Oa không những thu mua đám thuộc hạ của Cường Thạch, thậm chí còn có cả thuộc hạ của Huyết Ảnh. Gần như đã thay thế Chu Hậu, thống trị tất cả yêu quái. Có vẻ như khoảng thời gian này ta biểu hiện quá nổi bật rồi, thu hút sự chú ý của lão yêu quái này, cố ý đến đây mai phục ta. Lão yêu quái này lòng dạ thâm sâu, tâm tư kín kẽ, còn khó đối phó hơn cả Huyết Ảnh và Cường Thạch. Nếu một mình thì dễ nói, còn dẫn theo mấy luyện khí sĩ này, e rằng khó bảo vệ các nàng ấy được chu toàn. Lý Thanh Sơn bình tĩnh nói, thế thì đã sao? Thì cứ chôn thây tại đây. Giọng Long Oa bỗng nhanh hơn rất nhiều, đã không còn là ngữ điệu thong thả khiến người ta nghe mà sốt ruột kia nữa. Cùng với nó chính là tốc độ cũng trở nên nhanh chóng, lách mình một cái đã đến trước mặt Lý Thanh Sơn. Bàn tay khô gầy bóp cổ họng của hắn. Nhanh quá, còn nhanh hơn cả Huyết Ảnh. Cơ thể của Lý Thanh Sơn còn phản ứng nhanh hơn cả đầu óc, giơ ngang kiếm chắn lại. Long Oa như thể không thấy huyễn thủy vô hình kiếm gần như trong suốt, vẫn cứ túm thẳng lại đây. Lý Thanh Sơn thầm mừng rỡ, mũi kiếm sắc bén dễ dàng cắm vào hổ khẩu của Long Oa. Cánh tay khô gầy bị cắt làm đôi, kiếm khí nơi đan điền toát ra theo kiếm. Mắt Long Oa hơi đờ đẫn, lóe lên ánh sáng ngoan độc, cánh tay bị xẻ đôi mạnh mẽ bành trướng. Theo mức độ mở ra, trông như thể chiếc miệng khổng lồ của quái thú kéo ra hàng triệu dịch nhảy, cắn xuống cần cổ của Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn đã đạt được mục đích, thu kiếm lui thân. Trên thân huyễn thủy vô hình kiếm phủ lên một lớp dịch nhảy, ăn mòn linh quang trên kiếm. Hắn vội thúc giục linh khí, gột sạch lớp dịch nhảy này. Không những linh quang trở nên ảm đạm hơn rất nhiều, thậm chí mắt thường cũng có thể trông thấy thân kiếm. Thật ra, Long Oa cố ý để hắn chém trúng nhát kiếm đó. Kiếm khí trong đan điền của hắn đủ để lấy mạng đám yêu quái bình thường khi đối phó với chúng. Nhưng hắn lại không chút tự tin khi đấu với Long Oa. Quả nhiên là thế, thân hình Long Oa khẽ chậm lại, không có bất cứ phản ứng nào khác nữa. Thậm chí hắn không ép kiếm khí ra giống như Cường Thạch. Thả ta xuống, ta muốn về nhà. Đúng lúc này, một vị đệ tử Nhạc gia la hét chói tai y như trẻ con, ra sức dãy giụa. Chính là vị có ý đồ xảy ra chút chuyện gì đó với Lý Thanh Sơn, không ngừng liều sống liều chết, sợi dây cuối cùng trong lòng nàng đã đứt đoạn. Không phải thần kinh ai cũng đều mạnh mẽ như Lý Thanh Sơn. Đừng sợ, chúng ta nhất định sẽ không sao. Tin tưởng sư huynh. Con khốn, câm miệng cho ta, ngươi có nghe thấy không? Mấy vị đệ tử Nhạc gia khác sợ nàng thật sự bị rơi xuống, thi nhau khuyên nhủ, thậm chí trách mắng. Các bạn đang nghe truyện Đại Thánh Truyện của tác giả Thuyết Mộng Giả tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 875, tự tin. Nhưng khi lọt vào trong tai Lý Thanh Sơn, âm thanh lại trở nên mau đến khiếp người, giống như máy ghi âm đang tua nhanh, gần như không thể nghe rõ. Hắn nhíu đầu mày, dường như đã hiểu ra. Vút, 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 mấy luồng ánh sáng vàng xé không đánh úp tới từ sau lưng. Mau đến mức Lý Thanh Sơn xém chút đã không kịp phản ứng lại. Hắn chẳng buồn ngoảnh đầu, một kiếm chém bay gai nhọn đang đâm về phía lưng mình. Nhưng tiếng hét chói tai bên cạnh lại đột ngột dừng lại. Một chiếc gai nhọn đâm xuyên qua trán, vị đệ tử Nhạc gia kia bị giết chết ngay tại chỗ.
trên vầng trán sáng bóng của nàng nhiều thêm một lỗ máu. Tiếng khuyên nhủ cũng im bặt, trên người mấy vị đệ tử Nhạc gia khác cũng nhiều thêm một lỗ máu. Trong chớp mắt đã biến thành mấy thi thể treo trên sợi dây mây. Đôi mắt họ trợn trừng, như thể không dám tin số mệnh mình sẽ như vậy. Vốn họ còn muốn dựa vào Lý Thanh Sơn để được an toàn hơn đôi chút, nhưng ai ngờ ngược lại còn mất mạng vì hắn. Sợi dây mây tan đi, họ rơi xuống mặt đất rồi từ từ thu nhỏ, hòa tan vào mây mù như những cánh hoa tả tơi. Lý Thanh Sơn còn chưa kịp cảm khái, cuối cùng hắn cũng hiểu ra không phải Long Oa trở nên nhanh chóng, mà là mình trở nên chậm chạp. Không những thân hình chậm chạp mà ngay cả phản ứng của đại não cùng mức độ xoay chuyển linh hoạt cũng chậm theo. Mà hắn lại không hề biết mình trúng chiêu khi nào. Hắn nhìn Long Oa ở trước mặt chằm chằm, thiên phú thần thông thật quỷ dị và đáng sợ. Phía sau Lý Thanh Sơn, trong tầng mây mù, con nhím tinh lắc người, 100 luồng ánh sáng vàng dày đặc như mưa rào. Khiến cơ thể Lý Thanh Sơn chậm hơn không chỉ một bậc không cách nào né tránh. Sau khi đã trải qua thử thách của thiên kiếp, huyết ảnh nào sợ một tia sấm sét nho nhỏ này chứ? Chờ ta rút máu ngươi ra, nếm thử xem có mùi vị gì. Huyết ảnh cười lạnh lùng, sải bước tới trước, khắp người trên dưới đều toát ra từng luồng điện quang. Gương mặt hắn dần trở nên đen thui, hiện lên vẻ sợ hãi, nhìn chằm chằm vào cành cây khô trong tay của Chu Thông. Đây là cái gì thế? Hoàn toàn không hề giống với tia sét bình thường nhanh chóng biến mất, mà nó quanh quẩn trong cơ thể của huyết ảnh. Từng luồng điện quang tinh tế càn rỡ phá hoại, có thể xuyên xỏ cơ thể hắn, làm một bộ phận máu bị bốc hơi. Ngay cả trên yêu đan màu đỏ đều là điện quang giao nhau, khiến hắn cảm nhận được nỗi sợ hãi. Thái thượng lão quân, cấp cấp như luật lệnh, lôi công điện mẫu, thần lôi trừ yêu. Mặt mày Chu Thông nghiêm nghị, không nhiều lời, thi triển cước bộ dưới chân. Đạo bảo cũ nát bay phần phật, tay cầm cành cây khô như thể đang nắm một thanh bảo kiếm tuyệt thế, chỉ thẳng lên trời. Âm! Thần lôi từ trên trời giáng xuống, nối liền trời đất, chiếu sáng ngàn dặm. Nếu Lý Thanh Sơn chỉ đối phó với trận mưa ánh sáng kim sắc này thì còn có mấy phần nắm chắc. Nhưng Long Hoa có tư duy cẩn thận như vậy, làm sao có thể cho hắn cơ hội này, không hề do dự mà nhào vào. Tấn công thế gọng kìm cả hai mặt, muốn chặt đứt một cơ hội sống sót cuối cùng của hắn. Lý Thanh Sơn bình tĩnh lại, như cả một vùng biển lớn lại không hề có cơn sóng nào. Trong chớp mắt, dường như hắn nhìn thấy quỹ tích vận hành của mỗi một cây gai nhọn, tuy cảm giác này chỉ đến trong nháy mắt rồi biến mất luôn. Huyễn thủy vô hình kiếm trong tay phải đã vung về phía quang vũ khắp trời, thân kiếm phản xạ ánh trăng màu bạc, lấp lánh ẩn hiện. Đồng thời, tay trái vung về phía Long Oa đang nhào tới, triều sinh thức, bài vân thức, liền mạch lưu loát, chân khí như thủy triều tầng tầng lớp lớp chồng lên một trường này. Lại dẫn mà không phát ra, cho đến nháy mắt mà Long Oa áp sát tới mới hóa thành một cơn sóng thần phá tan tầng mây. Nhưng mà nếu như là lúc bình thường thì kiếm pháp của hắn có lẽ sẽ có tác dụng. Nếu như đối mặt với yêu tướng bình thường, một chưởng này của hắn sẽ có thể lập công. Nhưng hiện tại hắn lại phải đối mặt với sự phục kích của đại tướng yêu tộc. Với tính cách cẩn thận của Long Hoa, chỉ mang theo một yêu tướng mà đã dám tới phục kích hắn là có sự tự tin và nắm chắc tuyệt đối. Hai tiếng leng keng vang giòn, thanh kiếm đã bị chậm đi nhiều của Lý Thanh Sơn chỉ chặn được hai cái gai nhọn bay về phía đầu của hắn. Ngực bụng tay chân lại đồng thời bị thương, bị đâm thành 7-8 cái lỗ máu, một cái lỗ máu trong đó lại ở ngay tim. Một tiếng ầm vang dội lên, Long Hoa khinh miệt đỡ một chưởng của Lý Thanh Sơn. Sức mạnh cường đại một cách vô lý cùng với yêu khí khổng lồ trực tiếp đấm nát sóng thần, Lý Thanh Sơn phun máu bay ngược trở lại. Lý Thanh Sơn cũng giống như mấy đệ tử Nhạc gia kia rơi xuống từ trong không trung. Long Hoa vô cùng tự tin. Một chưởng kia của hắn đã phá nát lục phủ ngũ tạng của Lý Thanh Sơn, càng đừng nói đến tim phổi yếu hại đã bị thương. Hắn chết chắc không có gì phải nghi ngờ nữa. Chẳng qua vì để phòng vạn nhất, hắn gật đầu với yêu tướng nhím gai. Yêu tướng nhím gai gấp gáp bỏ nhào về phía Lý Thanh Sơn, muốn nhấm nháp mùi vị của tu sĩ nhân loại. Ánh mắt Lý Thanh Sơn chợt lóe lên, giữa ngón tay không biết từ lúc nào đã đốt cháy một tấm xích phù.
tấm phù biến thành tro bay lên, từng mảnh linh quang bao bọc lấy Lý Thanh Sơn. Nhím gai tinh bắt hụt một cái. Chỉ trong nháy mắt, Lý Thanh Sơn đã bay xa ngoài 10 dặm, biến thành một luồng ánh sáng bay vút đi trong màn đêm. Các bạn đang nghe truyện Đại Thánh Truyện của tác giả Thuyết Mộng Giả tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 876: Đuổi theo. May mà còn có độn giáp phù, không thì đã trúng kế của lão già này rồi. Lý Thanh Sơn cảm thấy tốc độ linh khí vận chuyển đã khôi phục bình thường, không cần biến thần thông thiên phú kia của Long Oa là cái gì. Hiển nhiên không thể nào bao trùm đến khoảng cách xa như thế này, lập tức không chút do dự vận lên đạp lãng thức, bay vút về phương xa. Độn giáp phù là một loại phù khá chân quý trong vô số các loại phù chú, thấp nhất cũng chỉ có xích phù mới có loại phù lục này. Vào lúc lâm vào tuyệt cảnh, thi triển ra thì sẽ giống như có thêm một cái mạng vậy. Lý Thanh Sơn sử dụng loại độn giáp phù cấp thấp nhất, chỉ có thể trốn ra 10 dặm. Hơn nữa bởi vì hắn không hiểu độn pháp nên bị hạn chế khá nhiều. Một lần phi độn chỉ có thể là 10 dặm, không thể nhiều hơn một thước, cũng không thể ít hơn một tấc. Chỉ có thể phi độn đến nơi trong tầm nhìn, hơn nữa ở giữa cũng không được có bất kỳ chướng ngại vật nào. Các loại yêu cầu khiến độn giáp phù này trở nên có chút vô bổ. Không những không thể dùng được khi ở những nơi bị phong bế, hơn nữa đến cái cảnh giới như bọn hắn thì cự ly 10 dặm thật ra không hề xa, thở một hơi là có thể đuổi kịp. Đặc biệt là kiểu tình huống như vừa rồi, nếu như trực tiếp sử dụng, e rằng vừa cầm phù lục ra là sẽ bị ngắt ngay. Cứ cho là thi triển ra được thì dưới sự bao trùm của thần thông quỷ dị của Long Oa, đại khái cũng chậm kinh người, làm hắn ta có thời gian để phản ứng. Hắn bị thương nghiêm trọng như thế, sao lại vẫn có thể tự do hành động được? Long Oa biến sắc, trong mắt lóe lên nộ ý, đuổi thẳng theo Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn đã yên tâm rồi, tốc độ của Long Oa không hề nhanh, đừng nói so với huyết ảnh, dù là so với cường thạch cũng kém xa. Chẳng qua so với hắn thì lại vẫn nhanh hơn một chút, khoảng cách giữa hai người nhanh chóng thu hẹp lại. Không cần phải thật sự đuổi kịp hắn, chỉ cần để hắn lọt vào trong phạm vi của thần thông là được. Long Oa nheo mắt lại, thần thông như một tấm lưới vô hình khổng lồ quăng ra chụp xuống Lý Thanh Sơn đang bay. Vun vút phía trước, Lý Thanh Sơn cũng đã nghĩ đến điều này, sao có thể để cho Long Oa tọa nguyện, triển khai thảo tự kiếm thư, một thanh mặc kiếm bay ra, liên tiếp thi triển pháp thuật. Trước là bày bố ra một màn chắn bằng nước, rồi lại triệu ra một cự nhân bằng mây, chặn ở phía sau người hắn, cuối cùng lại tự ấn một đạo thuận phong phủ lên chính người mình. Long Oa một miếng nuốt sạch mặc kiếm, một chưởng đánh nát màn nước, trực tiếp đâm thủng cự nhân mây, chỉ là hơi ngừng một chút chứ tốc độ gần như không giảm tí nào. Lại thấy Lý Thanh Sơn đã cưỡi một cơn gió lốc bay vút đi với tốc độ càng nhanh về phía xa, kéo giãn cự ly với hắn. Long Oa ngừng chân, từ bỏ truy kích. Nơi này đã cách Thanh Hà Phủ Thành không xa, đến một bước này, phục kích coi như đã thất bại, tiếp tục truy đuổi ngược lại không ổn. Khí tức của Long Oa xa dần rồi biến mất, Lý Thanh Sơn từ trên trời hạ xuống, khoanh chân ngồi xuống khôi phục linh khí. Mấy lỗ máu trên người đã lành lại kha khá, chỉ còn lại mấy vết sẹo nhàn nhạt, trái tim cũng đã đập lại thình thịch. Dựa vào sinh mệnh lực cường đại của hắn, rất nhiều chỗ yếu hại đã không còn yếu hại, chỉ cần bảo vệ đầu não cho tốt là được. Sức mạnh của ta vẫn không đủ cường đại, nếu không thì trực tiếp biến thành yêu thân, giết chết tên kia, sao phải phiền phức thế này chứ? Không, nếu như càng mạnh mẽ hơn, trực tiếp đi lên La Ti, ta làm yêu soái, há không phải càng tự tại hơn sao? Ngẩng đầu nhìn về phía xa, Thanh Hà Phủ đèn đuốc rực rỡ đang ở ngay phía trước, lúc này trên bầu trời xa xa nháy lên một ánh chớp, khá lâu sau đó mới có tiếng sấm rền nho nhỏ truyền vào trong tai. Tiếng sấm vang dội thật, một đạo lôi này sợ là phải cách xa ngàn dặm, tuyệt đối không phải thiên lôi bình thường, chỉ sợ ngay cả linh quy huyền giáp của ta cũng không thể nhẹ nhàng mà ngăn cản được. Lý Thanh Sơn than thở trong lòng, cường giả lớp lớp xuất hiện trong thiên hạ, cao nhân vô số, đây còn chỉ là hạn chế ở cấp bậc trúc cơ trong Thanh Hà Phủ nho nhỏ. Nếu như ván cờ này kết thúc, chiến tranh khuếch đại ra, yêu soái yêu vương hoành hành,
Kim đan nguyên anh tùy ý tung hoành, cảnh giới yêu tướng của hắn cũng chẳng tính là gì. Tùy tiện đụng phải một người cũng có thể mất mạng như chơi, chỉ riêng văn chính danh của Tùng Đào Thư Viện đã là một sự phiền phức rất lớn. Trải qua nguy cơ đêm nay, hắn lại càng khát vọng để thăng sự mạnh và cảnh giới, bắt buộc phải nhanh chóng đột phá 4 tầng ngưu ma với hổ ma. Thay một bộ đồ mới, hắn bước nhanh về phía Thanh Hà Phủ Thành. Khô mộc trong tay Lôi Thôi đạo nhân Chu Thông, hiển nhiên không phải một cái cành cây khô bình thường, mà là một kiện pháp khí thật sự. Năm xưa hắn du lịch ở bên ngoài, gặp được một cây thiết thụ vạn năm sắp thành tinh, bị thiên lôi oanh kích chỉ còn sót lại một đoạn nhỏ lôi kích mộc. Lại trải qua vài chục năm luyện chế, luyện thành một kiện pháp khí, tên là Lôi Cức, uy lực vô cùng cường. Đại. Các bạn đang nghe chuyện Đại Thánh Chuyện của tác giả Thuyết Mộng Giả tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 877, Nhát Chết. Chu Thông tu thần tiêu ngự lôi quyết, dùng nó để thúc động lôi cức này, sức phá hoại còn hơn cả vài pháp bảo. Sự cuồng vọng bất kham của hắn có lẽ cũng bị pháp quyết này ảnh hưởng nên cũng tự có sức mạnh bất kham của nó. Chỉ thấy vị trí mà huyết ảnh vốn đang đứng đã biến thành một cái hố lớn, rộng chừng 10 trượng, lan sang phòng ốc lầu các ở hai bên. Uy lực này nhìn thì có vẻ bình thường, Lý Thanh Sơn tiện tay ra một chiêu cũng có thể làm được, nhưng mà lôi đình chi lực không giống những pháp thuật khác, bình thường sẽ không phá hoại đất đá. Mà một cái lôi kích này lại trực tiếp làm nổ tung cả 100 tấn đất đá, hố lớn lấp lánh phát sáng dưới ánh trăng chiếu rọi, hóa thành tinh thể. Quỷ nhát gan, Chu Thông hừ một tiếng, vẫn là để cho tên kia chạy thoát mất rồi. Vào lúc then chốt cuối cùng, huyết ảnh vung phi phong trên người lên, hóa là một tấm màn huyết sắc, ngăn cản lôi kích, tranh thủ thời gian nháy mắt trốn đi. Thật ra nếu thật sự giao thủ thì thắng thua cũng chưa biết chắc được, năng lực khống huyết của huyết ảnh có uy hiếp cực đại đối với tu sĩ. Vốn có thể thừa cơ ép sát đến Chu Thông, nhưng huyết ảnh lại không chịu mạo hiểm chút nào, trực tiếp chạy trốn. Làm Chu Thông tức xì khói lại không làm sao được. Tuy hắn được xưng là đệ nhất nhân của Thanh Hà Phủ, nhưng về tốc độ thì cũng chậm hơn huyết ảnh một bậc. Chu Thông ngự kiếm phá không mà đi, để lại một mảnh thành trì cháy đen, lại nhịn không được quay lại nhìn rồi khẽ than một tiếng, sau đó dứt khoát bay đi. Ánh đèn đuốc đầy thành đều đã bị dập tắt. Trong một gian thư phòng, tất cả đồ sứ đều đã biến thành vụn phấn vung vãi khắp mặt đất. Thư sinh nằm sấp ở trên bàn, mới rồi còn đang thắp đèn đọc sách, lúc này đã không còn chút sinh khí nào, máu tươi dần dần thấm ướt sách vở, thất khiếu chảy máu, bị trực tiếp chấn chết. Trong thành không còn tồn tại bất kỳ vật sống nào, già trẻ gái trai, rắn trùng chuột kiến. Một phần nhỏ là chết trong tay huyết ảnh, một phần lớn lại là chết vì một đạo lôi kia của Chu Thông. Đối mặt với đối thủ như huyết ma, Chu Thông không dám lưu thủ, cũng không thể lưu thủ. Lúc ra tay nếu còn lo cho sự sống chết của phàm nhân thì không thể thi triển toàn lực, vậy thì người chết sẽ chính là hắn. Huyết ảnh cũng đồ thành như vậy, còn sẽ tiếp tục giết nữa. Cho nên chỉ có thể làm như vậy, không còn cách nào khác. Dù trong lòng không cho là như vậy, nhưng hiện thực lạnh lẽo cứng rắn như sắt đá, phàm nhân chỉ như kiến hôi. Chẳng qua là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn mà thôi. Trong Thanh Hà Phủ Thành, hội minh ở Vân Vũ Lâu tuy sớm đã kết thúc, nhưng Vân Vũ Lâu bị trưng dụng làm đại bản doanh đối kháng yêu ma. Cũng là thể hiện quyết tâm thủ hộ 100 vạn sinh linh trong tòa thành này. Thanh Sơn, lại thêm một tên. Tiền bối làm hay lắm, đạo hữu quả nhiên lợi hại. Bên trong lâu, người tu hành đi lại tấp nập náo nhiệt, thấy Lý Thanh Sơn quay lại, tới tấp hành lễ chào hỏi. Tin Lý Thanh Sơn lại giết thêm một yêu tướng đã truyền ra, như là anh hùng quay lại vậy. Đoạn thời gian này, hắn hành tẩu ở Thanh Hà Phủ đã cứu mạng không ít người tu hành, kết được không ít thiện duyên. Chẳng qua hắn chỉ khẽ gật đầu, không phản ứng quá nhiều, trong mắt nhiều người lại có mấy phần cuồng ngạo. Thật ra Lý Thanh Sơn chỉ là không thích đi kết giao với người khác nữa, dính líu nhân quả. Những từ ngữ này tuy là xem lung tung từ trong kinh Phật của Tiểu An, nhưng hiện tại lại cảm thấy có mấy phần đạo lý. Nếu đã hiểu rõ con đường của bản thân,
bằng hữu cũng được, người quen cũng thế, vẫn là càng ít càng tốt, miễn cho khi người ta chết rồi mình lại khó chịu. Lên đến tầng trên của Vân Vũ Lâu, gia chủ mấy nhà Nho Pháp Binh đều đang ở đó, còn có Phó Thanh Khâm cùng mấy tu sĩ trúc cơ khá lạ lẫm. Đang nhìn vào một tấm bản đồ Thanh Hà phủ to lớn, hình như đang thương nghị điều gì đó. Lý Thanh Sơn đi vào cũng không rảnh chào hỏi, Liễu Trường Khanh phất phất tay với hắn, bảo hắn chờ một chút, sau đó lại cúi đầu xuống. Chỉ vào một điểm trên địa đồ rồi nói, ta vừa mới có được tin tức, Chu Tiền Bối đi giết Huyết Ảnh thất bại, hẳn là rất nhanh sẽ quay lại. Đây đã là tòa thành thứ 12 rồi, nếu không phải huyết ma phải luyện hóa huyết dịch đã hút lấy, mức tổn hại nhất định sẽ càng lớn hơn. Hoa Thừa Tán trầm ngâm nói, tu sĩ trúc cơ cũng có vài người chiến tử, luyện khí sĩ bỏ mạng trong tay hắn càng là đếm không xuể. Năng lực khống huyết kia một khi bị áp sát thì sẽ vô cùng nguy hiểm, tuy có ma tiền bối bói toán, đại khái có thể xác định mấy vị trí. Vốn muốn phân ra mai phục, không ngờ hắn lại cảnh giác đến mức như vậy, nếu như không thể tập trung lực lượng, e rằng rất khó giết được hắn. Lý Thanh Sơn lặng lẽ nghe, đoán rằng lần này triệu hắn về chắc chắn có liên quan đến huyết ma, hắn cũng đã nghe qua về những hành động của huyết ảnh. Sau khi chiến tranh quy mô lớn bắt đầu, huyết ma liền trở thành uy hiếp lớn nhất của kẻ tu hành nhân loại. Các bạn đang nghe truyện Đại Thánh Truyện của tác giả Thuyết Mộng Giả tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 878, Thất bại. Sức mạnh của huyết ma tương đương với trúc cơ đỉnh phong, trừ mấy người chỉ đếm được trên đầu ngón tay như Lôi Thôi đạo nhân, tuyệt đại đa số tu sĩ trúc cơ đều không phải đối thủ của hắn. Nếu như không có thủ đoạn bảo vệ tính mạng, đơn thương độc mã mà gặp phải hắn thì đúng là chỉ có con đường chết. Đối mặt với tốc độ quỷ dị tuyệt luân kỳ thì có muốn trốn cũng khó. Mà không biết là Lý Thanh Sơn vận khí quá tốt hay là huyết ảnh vận khí quá tốt. Hơn nửa tháng nay cả hai chưa từng gặp phải nhau lần nào. Thanh Hà phủ 3.000 dặm này, nói lớn không lớn, nói nhỏ thì cũng không nhỏ. Nghe bọn hắn nói chuyện, Lý Thanh Sơn cũng đoán được mấy phần nguyên cớ. Trước tiên để Âm Dương gia chủ mà bố ý tính ra thành trì mà huyết ảnh có thể sẽ công kích, lại bố trí mai phục ở những địa phương này, chẳng qua lại thất bại. Vương Phác Thực nhíu mày hỏi, lão ma, có thể tính chuẩn xác một tòa thành nào để bọn ta bố trí thiên la địa võng không, nhất định có thể giết được tên kia. Ánh mắt của những người khác cũng đều nhìn về ma bố y, có chút mong đợi. Có câu nói là sớm biết chuyện 3 ngày, phú quý 1.000 năm, nếu như có thể biết trước được động tĩnh của địch nhân, mỗi người đều có thể biến thành danh tướng tuyệt thế. Liễu Trường Khanh dựa vào thiên tử vọng khí thuật quan sát toàn cục chẳng qua cũng chỉ nắm giữ được hiện tại. Thuật bói toán của ma bố y lại có thể nhìn được tương lai. Ma bố y vẫn mặc một thân áo đầy, đầu đội mũ cao, chắp tay mà đứng. Nghe những lời này thì than dài một tiếng, cười khổ nói, người đang làm khó ta rồi. Thế sự vốn đã huyền diệu khó dò, lại còn phải bói yêu ma cường đại huyết ma này, làm sao có thể chắc chắn được. Đây đã vượt quá năng lực của tu sĩ trúc cơ ta rồi. Mọi người đều thất vọng, như vậy thì mai phục kiểu răng lưới bốn phía sẽ không thể dùng quá nhiều lực lượng. Không thì các địa phương khác sẽ không có nhân thủ, sẽ có tổn thất rất lớn, đặc biệt là dưới tình huống căn bản không thể đảm bảo có thể giết chết huyết ảnh. Những yêu quái này đều có cảm nhận vô cùng nhạy bén với nguy cơ, huyết ảnh lại càng cẩn thận hơn nhiều. Nói không chừng vừa phát giác không đúng sẽ quay người đi luôn. Vậy thì tất cả mai phục với bố trí đều sẽ trở thành công cốc. Chiến tranh giữa nhân tộc và yêu tộc đích giống như một trận đọ sức, bắt buộc phải sử dụng mỗi một phần lực lượng một cách cẩn thận. Với chuyện đêm nay, Long Oa với Chu Thông vốn có thể đi đến nơi khác. Tu sĩ trúc cơ và yêu tướng của đối phương gặp phải bọn hắn trên cơ bản đều chỉ có một con đường chết. Cuối cùng lại lãng phí thời gian vào một trận mai phục thất bại. Tổn thất này khó mà đong đếm được. Chẳng qua. Ma bố y liếc Lý Thanh Sơn ở bên cạnh, trong lòng khẽ động, sinh ra một ý nghĩ. Chẳng qua cái gì. Nếu như Tiểu An có thể trúc cơ thành công thì có thể càng thêm chuẩn xác một chút. Thanh Sơn, Tiểu An tu hành thế nào rồi? Gần đây phải chăng có cơ hội đột phá trúc cơ cảnh giới?
Theo câu hỏi của Ma Bố Y, ánh mắt của mọi người cùng hướng về phía Lý Thanh Sơn. Tiểu An mà ngươi nói chính là thiên tài của Bách Gia Kinh Viện các ngươi à? Cứ cho là nàng trúc cơ thành công, cũng chẳng qua chỉ là trúc cơ sơ kỳ. Làm sao có thể so sánh với ngươi? Sao chúng ta có thể ký thác hy vọng trên người một tiểu nha đầu chứ? Trưởng môn của Giác Tự Sơn Trình Khai Sơn không cho là đúng. Cả người hắn cơ bắp cuồn cuộn, thân thể hùng tráng cao lớn, đứng ở đó giống như một tòa tháp bằng sắt sừng sững, xương trán trên đầu gồ lên giống như một cái sừng. Đây là biểu hiện đã tu hành Giác Tự Khai Sơn đến cảnh giới cực kỳ cao thâm, tu vi đã đạt đến trúc cơ hậu kỳ. Khi nói chuyện tiếng như sấm rền, khí thế cực mạnh. Lúc nhìn về phía Lý Thanh Sơn, trong mắt vẫn luôn có chút thần sắc khinh thường, không hề giấu giếm, chỉ là một hậu bối còn con. Chẳng qua là có quan hệ với Hàn gia, có được một kiện linh khí lợi hại, chém giết mấy yêu tướng mà đã được tôn sùng như thế. Mấy năm trước, Lý Thanh Sơn kích bại đại sư huynh của Giác Tự Sơn trước mặt mọi người, tổn hại đến thể diện của Trình Khai Sơn. Sau đó Lý Thanh Sơn đột phá cảnh giới trúc cơ, vị đại sư kia huynh lại vẫn là luyện khí sĩ, bị cho là bị ảnh hưởng từ trận đấu đó, để lại ám ảnh trong lòng. Tuy không đến nỗi hận nghiến răng nghiến lợi, lúc nào cũng muốn báo thù, nhưng mà nhìn kiểu gì cũng thấy không thuận mắt. Những người khác cũng rất thất vọng, còn tưởng Ma Bố Y có chủ ý gì hay. Dù là thiên tài thì cũng cần phải có thời gian để trưởng thành, chỉ vài năm thời gian. Từ một phàm nhân trở thành luyện khí sĩ 10 tầng đã là nhanh đến kinh người rồi, nhưng chẳng qua cũng chỉ là luyện khí sĩ thôi. Tiểu An mà các ngươi nói kia hình như vẫn chưa từng lộ mặt, đệ tử của chúng ta đều đang tắm máu chiến đấu, nàng lại trốn ở một nơi an toàn, không khỏi có chút không thỏa. Một phụ nhân mở miệng chất vấn, là Hà trưởng lão của Vân Hà phái. Các bạn đang nghe truyện Đại Thánh Truyện của tác giả Thuyết Mộng Giả tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 879, nhiệm vụ bất khả thi. Lý Thanh Sơn hơi nhíu mày, đang muốn phản bác thì Liễu Trường Khanh đã nói trước, Tiểu An đã bị Tịch Quang Thiền Sư thu làm nhập thất đệ tử. Chúng ta cũng không tiện tùy ý điều khiển, nếu như có chút thương tích nào thì chúng ta không thể giải thích với Thiên Long Thiền Viện được, hy vọng Hà trưởng lão có thể thông cảm. Hừ, bọn ta cũng không thiếu một luyện khí sĩ nho nhỏ. Mắt thấy song phương sắp bắt đầu tranh chấp, Phó Thanh Khâm nhìn Hà trưởng lão một cái. Hà trưởng lão hừ lạnh một tiếng, không dám tiếp tục dây dưa. Nếu như Tiểu An kia thật sự táng thân trong chiến loạn, Tịch Quang Thiền Sư truy cứu thì Vân Hà phái cũng không thể đối phó được. Ma Bố Y lắc mạnh đầu, các vị có chỗ không biết rồi. Thuật bói toán không giống những pháp thuật khác, vô cùng coi trọng hai chữ thiên phú. Tiểu An vừa bắt đầu tu hành đã có thể vận chuyển âm dương ngũ hành, thiên phú với thuật bói toán còn vượt xa ta. Sau khi ta dạy vân cấp thất thiêm cho nàng, vốn muốn dạy dỗ cẩn thận một phen. Kết quả thứ ta hao phí vài năm thời gian mới lĩnh ngộ được, nàng chỉ cần gần một buổi chiều đã ngộ ra rồi. Căn bản không có bao nhiêu thứ có thể chỉ điểm cho nàng. Cứ cho là không có Tịch Quang Thiền Sư của Thiên Long Thiền Viện, ta cũng sẽ không để nàng đi chấp hành nhiệm vụ. Thiên tư của nàng tuyệt không chỉ là dùng để đối phó mấy con yêu quái, mà là có thể ảnh hưởng toàn cục. Chỉ cần cho nàng thời gian, nói không chừng nàng có thể ảnh hưởng đến cả Thanh Châu. Chí ít ta có thể khẳng định, nếu như nàng có thể đột phá trúc cơ cảnh giới, thuật bói toán chắc chắn còn cao hơn cả ta. Những lời này của Ma Bố Y làm mọi người lại cháy lên hy vọng trong cuộc đại chiến như thế này. Có thêm một người bói toán lợi hại còn có tác dụng thậm chí không ít hơn cao thủ trúc cơ đỉnh phong như Chu Thông. Lý Thanh Sơn nói, thật ra ý kiến của Ma gia chủ Tiểu An đã nghĩ qua rồi. Gần đây nàng đang thử đột phá cảnh giới trúc cơ, cũng có mấy phần nắm chắc. Lý Thanh Sơn nói những lời này hoàn toàn không phải là khoác lác. Sau khi Tiểu An giết Cường Thạch, Huyết Ảnh chính là mục tiêu tiếp theo. Nhưng hành tung của Huyết Ảnh bất định, nàng cũng không thể đi khắp thế giới mà tìm. Liền thử dùng vân cấp thất thiêm để suy tính hành tung của Huyết Ảnh. Chẳng qua tu vi luyện khí trung quy vẫn quá thấp, nên muốn đột phá nhục thân đến cảnh giới trúc cơ rồi lại tiến hành suy tính. Chẳng qua, nàng muốn tự mình giết hắn chứ không muốn liên thủ với những người này. Ma Bố Y nói,
viên trúc cơ đan này, người hãy giao cho nàng. Liễu Trường Khanh cũng nói, ở đây ta cũng còn để lại một viên, hy vọng có thể giúp nàng một tay, để nàng cũng có thể giúp chúng ta một tay. Vì để chu sát đại địch huyết ma này, không chút tiếc rẻ trúc cơ đan chân quý, Khảng Khái mở túi, nháy mắt lấy ra 4 viên trúc cơ đan, trong đó còn có một viên của Phó Thanh Khâm. Ta thay Tiểu An cảm ơn các vị, tin rằng nàng sẽ không để mọi người thất vọng đâu. Lý Thanh Sơn cũng không khách khí, thu lấy trúc cơ đan, Tiểu An sẽ giúp các ngươi giải quyết đại địch huyết ảnh này, cũng coi như lấy chút tiền công đi. Thanh Sơn, thật ra lần này triệu ngươi về còn có một nhiệm vụ khác giao cho ngươi, nhiệm vụ này vô cùng nguy hiểm, ngươi có thể đáp ứng, cũng có thể từ chối. Hàn An Quân nhíu mày lại, giống như có chút khó xử. Tướng quân xưa này vẫn ra lệnh như núi, lúc giao nhiệm vụ cho chúng ta chưa từng thương lượng qua. Vì sao hôm nay lại cứ ngập ngừng ấp úng? Chẳng lẽ bởi vì Lý Thanh Sơn là con rể của ngươi nên mềm lòng rồi ư? Trình Khai Sơn bất mãn nói. Hàn An Quân chỉ hỏi một câu đã làm Trình Khai Sơn á khẩu không nói được thêm câu nào. Hàn Thiết Y đang ở đâu? Hàn Thiết Y cũng bị Hàn An Quân phái đi mai phục huyết ảnh. Độ nguy hiểm của nhiệm vụ này không nói tự hiểu. Chỉ cần không cẩn thận là sẽ bị huyết ma rút khô huyết dịch mà chết. Ý tứ chính là đến con ruột ta cũng chưa từng thiên vị, huống hồ là con rể. Ta đã chu sát 5 yêu tướng. Nếu như ta nhớ không lầm thì Trình môn chủ tổng cộng cũng mới giết 2 con nhỉ. Tướng quân có phân phó gì, cứ việc nói thẳng, Lý Thanh Sơn không phải là kẻ nhát gan. Hàn An Quân vừa mở miệng, Lý Thanh Sơn đã biết rằng việc chính tới rồi. Lượm Trình Khai Sơn một cái, chắp tay nói, ta muốn phái người xuống dưới lòng đất một chuyến, đi tìm xào huyệt của huyết ảnh. Hàn An Quân biết rằng mai phục có thể sẽ thất bại, nên trước đó đã đưa ra một sự sắp xếp mới, chính là Lý Thanh Sơn. Ánh mắt những người khác nhìn Hàn An Quân chớp mắt thay đổi, cảm thấy hắn không phải thiên vị con rể, mà là rất không vừa ý với người con rể này, muốn chỉnh chết Lý Thanh Sơn. Nhiệm vụ này há chỉ là nguy hiểm, rõ ràng là cửu tử nhất sinh. Hàn tướng quân, coi như lão Trình gia nói không đúng, ngươi là một hán tử. Dù Trình Khai Sơn bất mãn thế nào với Lý Thanh Sơn đi nữa, cũng không thể không sinh ra 3 phần bội phục đối với Hàn An Quân. Tàn nhẫn với người khác chẳng tính là gì, tàn nhẫn với chính bản thân mới khó. Tướng quân, ta cho rằng không thỏa đáng, tình huống dưới lòng đất là như thế nào, ai cũng không rõ ràng, còn có yêu hậu tọa chấn. Thanh Sơn chẳng qua chỉ là trúc cơ sơ kỳ, như vậy há không phải là đi chịu chết. Vẫn nên đợi Tiểu An đột phá trúc cơ cảnh giới rồi lại nói tiếp đi. Hoa Thừa Tán khuyên ngăn nói. Các bạn đang nghe truyện Đại Thánh Truyện của tác giả Thuyết Mộng Giả tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 880, hỏng rồi. Lý Thanh Sơn khẽ nhíu mày, Tiểu An cũng từng đề nghị trực tiếp đi xuống lòng đất giết huyết ảnh. Bị hắn phủ định. Xào huyệt của huyết ảnh ở nơi cực sâu dưới lòng đất, rất gần Chu Võng Thành, hắn tuyệt đối sẽ không để Tiểu An đi mạo hiểm như vậy. Ông bố vợ này rõ là thần kinh điên khùng, không coi con rể là người. Thanh Huyễn Thủy vô hình kiếm này quả nhiên không dễ lấy như vậy. Ta không thể đặt tất cả hy vọng trên người một đứa trẻ. Ta không hề bảo ngươi giết huyết ảnh, chỉ là để ngươi lợi dụng Huyễn Thủy vô hình kiếm thám tra tình huống, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Đương nhiên, ngươi cũng có thể cự tuyệt. Ta đồng ý, chẳng qua hiện tại e rằng không được. Lý Thanh Sơn tiện tay rút ra Huyễn Thủy vô hình kiếm, lưỡi kiếm không những linh quang ảm đạm. Hơn nữa cũng không trong suốt nữa, hắn thử một chút, Huyễn Thủy vô hình kiếm đã không thể hoàn toàn ẩn tàng thân hình của hắn. Chuyện gì thế này? Hàn Thiết Y sầm mặt lại, nghiêm nghị hỏi. Trên đường gặp phải chút phiền toái. Lý Thanh Sơn đại khái kể lại chuyện bị Long Oa phục kích, giấu đi chi tiết tim gan bị xuyên thủng. Rất tiếc, ta không thể cứu được các nàng. Ta xem kia yêu tướng còn phải mạnh hơn cả thạch ma huyết ma. Sau này nếu các vị gặp phải thì ngàn vạn lần nên cẩn thận. Nghe Lý Thanh Sơn kể lại mọi người mới biết, hắn đâu chỉ là gặp chút phiền phức mà là suýt nữa mất mạng ở bên ngoài luôn rồi. Hiếm thấy hắn sắc mặt như thường,
vẫn luôn ngồi yên ở bên cạnh nghe bọn hắn nói chuyện, không lộ ra một chút thần sắc dị dạng nào. Cho đến tận lúc nhắc tới chuyện này mới bình tĩnh kể lại một lần, cứ như gặp phải nguy cơ sinh tử là người khác chứ không phải bản thân hắn vậy. Khí độ trầm ổn này thật sự làm người khác kinh ngạc. Hàn An Quân hài lòng gật đầu trong lòng, hơn nữa không nhịn được mà cảm khái. Quỳnh Chi à Quỳnh Chi, mắt chọn nam nhân của ngươi thật là không tồi, tên này tuyệt không phải là kẻ không có chí khí. Hiện tại đã có khí thế đạp gió hóa rồng, bây giờ đến cả ta cũng không nhìn thấu được hắn sẽ tiến tới bước nào. Lý Thanh Sơn này không phải kẻ ngươi có thể khống chế được đâu. Trình Khai Sơn hừ lạnh một tiếng, hoài nghi nói, nếu yêu quái mà ngươi nói thật sự lợi hại thế kia, chỉ một chút cơ sơ kỳ nhưng ngươi cũng có thể trốn thoát. Gì mà còn mạnh hơn cả huyết ma thạch ma chứ, e là ngươi cố ý phóng đại, muốn trốn tránh trách nhiệm. Đây chính là chỗ đáng sợ của Long Hòa. Thật ra tu sĩ trúc cơ chết trong tay hắn đã không hề ít. Thống lĩnh cả yêu tộc giao chiến cùng nhân tộc lâu như vậy mà vẫn không hề để lộ chút tin tức nào. Tin hay không tùy ngươi. Lý Thanh Sơn ngửa người dựa vào ghế, không hề giải thích. Phó Thanh Khâm nói, e rằng Thanh Sơn nói không sai. Căn cứ vào tin tức mà ta có được, dưới lòng đất đúng là có một yêu tướng như vậy, tên là Long Hoa, được Chu Hậu tín nhiệm nhất. Chẳng qua 3 năm nay, lại chưa từng có tin tức hắn ra tay, đến cả thần thông năng lực cũng là một câu đố, hôm nay mới tính là lần đầu tiên nghe được. Hoặc là trước giờ hắn chưa từng ra tay qua, hoặc là hắn ra tay chưa từng thất thủ, nghe Thanh Sơn tả lại, ta cảm thấy vế sau có khả năng lớn hơn. Loại năng lực kia, đến cả ta cũng thấy có chút khó giải quyết. Hoa Thừa Tán cũng tán đồng nói, gần đây có mấy vị đạo hữu trúc cơ vẫn lạc một cách kỳ lạ. Tu vi của bọn hắn đều không yếu, cũng không thiếu thủ đoạn bảo mệnh. Nếu như gặp phải yêu tướng bình thường, dù cho không địch lại cũng vẫn trốn thoát được. Mà vào lúc đó, huyết ảnh rõ ràng đang hoạt động ở nơi khác. Bây giờ xem ra e là đều bị Long Hoa này giết. Phó Thanh Khâm với Hoa Thừa Tán đều nổi tiếng tâm tư cẩn thận chu đáo, thấy bọn hắn đều nói như vậy liền không có ai nghi ngờ nữa. Chỉ là sắc mặt không khỏi trầm xuống, hơi suy nghĩ xem nếu như là chính mình gặp phải Long Hoa này phục kịch thì sẽ là hậu quả gì. Ánh mắt nhìn Lý Thanh Sơn đã có chút khác đi. Tu sĩ bị Long Hoa ám sát không thiếu trúc cơ trung kỳ thậm chí là trúc cơ hậu kỳ, lại chỉ có hắn có thể thoát thân, e rằng dựa vào không chỉ là vận khí. Nào hiểu được, nếu như Lý Thanh Sơn thật sự chỉ là một trúc cơ sơ kỳ bình thường thì hiện tại đã chết ngắc rồi. Cuối cùng, mọi người quyết định trước tiên cứ đợi đã, xem tu vi của Tiểu An tiến triển như thế nào. Nếu thật sự có thể đạt đến như mong đợi thì thật sự là quá tốt rồi. Hàn An Quân thì lấy lại huyễn thủy vô hình kiếm, nói phải tìm người đi sửa lại. Xem ra nếu như mọi việc không thuận lợi thì vẫn muốn để Lý Thanh Sơn đi mạo hiểm. Lý Thanh Sơn lại cũng chẳng sao cả, lòng đất bị các tu sĩ khác coi như đầm rồng hang hổ nhưng đối với hắn căn bản chẳng là gì cả. Cũng không quá bận tâm việc huyễn thủy vô hình kiếm có thể sửa được hay không. Nếu như là tu sĩ bình thường, một thanh linh khí cực phẩm bị tổn hại còn không đau lòng muốn chết à? Nhưng Lý Thanh Sơn thấy nhiều linh khí cực phẩm rồi, pháp khí cũng có mấy kiện, trong lòng cũng không quan tâm lắm. Các bạn vừa nghe xong tập 88 của bộ truyện Đại Thánh Truyện của tác giả Thuyết Mộng Giả tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở dưới phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.